Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 7. Với kiến thức uyên bác, lão chim nhận ra ngay 6 tên quỷ tướng này là ai. Bọn chúng chính là những đại gian thần của Trung Hoa, lần lượt là Triệu Cao nhà Tần, Đổng Trác nhà Hán, Lý Lâm Phủ nhà Đường, Tần Cối nhà Tống, Ngụy Trung Hiền nhà Minh, Hòa Thân nhà Thanh. Bọn này vừa xuất hiện, Triệu Cao đã nhìn tâm ma lão tổ mà trách. À, ngươi đừng tưởng có lệnh bài của đại quỷ vương thì muốn triệu hồi bọn ta lúc nào cũng được. Bọn ta còn phải thao luyện quỷ binh, thu phục quỷ vực, đâu có rảnh rỗi như người tối ngày lang thang. Có chuyện gì cần giải quyết thì nói nhanh. Lão tổ lúc này chơi trò hội đồng, chỉ vào lão chim mà giải thích. Giết tên kia giúp ta. Hắn định lén lút hành thích đại quỷ vương, nhưng bị ta phát hiện. Hắn mù mồ xảo trá, ta địch không lại. Nếu không giết được, ta sẽ bẩm báo với đại quỷ vương. Công lao là của các người. Đám quỷ tướng nhìn sang lão chim, rồi hằng học với lão tổ. Tên khốn này, có một tên nhân loại mà cũng không xử lý được, thì còn dùng lệnh bài đại quỷ vương gọi chúng ta đến. Người định lấy vào mẫu trâu giết gà sao? Đám quỷ vương cùng nhìn lão tổ bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng lệnh bài mà lão tổ dùng là loại đặc biệt, chỉ cần kích hoạt thì bọn chúng dù có ở đâu, đang làm gì, cũng phải lập tức có mặt, bằng mọi giá hỗ trợ kẻ sở hữu tấm lệnh bài này. Trong khắp quỷ vực này chỉ có 2 tấm, một là của tâm ma lão tổ, hai là của một kẻ bí ẩn, được đại quỷ vương ban cho tấm lệnh bài quý giá ấy. Bởi vậy dù rất tức giận, nhưng bọn chúng vẫn phải tạm thời nghe theo sự chỉ huy của lão tổ vô điều kiện. Lão tổ thấy dáng vẻ hùng hổ của đám quỷ tướng mới được triệu tập thì cũng hơi ớn. Thế nhưng có tấm lệnh bài này trong tay, lão không sợ. Lão cười cười nói: Tên đó nhỏ nhưng mà có võ đó. Phiền mấy vị quỷ tướng yêu vương ra tay. Vừa rồi ta bị thương trong chuyến lên Dương Gian, pháp lực không còn 7 thành, chứ không đâu phải phiền tới các vị. Đoạn lão lùi lại, ra chiều chiến trường bây giờ là của các ngươi. Ta bị thương, ta cần được kỹ ngươi. Thấy lão chim vẫn đứng yên, không có động tĩnh gì, đám này lại tưởng lão bị uy thế của bọn chúng trấn áp cho ngây người. Tên quỷ vương có thân hình đồ sộ nhất, tay xách 2 chiếc đoản đao sắc lẹm, bên trên còn toát ra luồng sát khí đỏ rực khủng bố. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng gào khóc của quỷ hồn bên trong. Nhìn bên ngoài thì giống như chiếc dao chặt xương của mấy bà bán thịt. Hắn tiến lên quát: "Để Đổng Trác ta lấy máu tên này, tế hùng sát đao. Đúng lúc chỉ còn một tên nhân loại cuối cùng là ta có thể quyết tế thành công, thành trảm tiền đao rồi." Thấy tên này xung phong lên trước, đám kia cũng không thèm ra tay. Bởi lẽ Đổng Trác được coi là đồ tể của quỷ giới. Khi còn sống, tính tình của hắn rất hung dữ hiếu chiến, nên trong tất cả các cuộc chiến, hắn luôn là người xông lên đầu tiên. Hắn bị chính con nuôi là Lữ Bố giết chết. Sau đó triều đình nhà Hán sai quân bắt giết mẹ, em trai, vợ và con gái của hắn, coi như tiêu diệt toàn tộc Đổng Thị. Sau khi chết, Đổng Trác bị bêu đầu ở ngoài phố, thân xác bị châm lửa đốt đi. Thiêu đốt xong, cho bụi bay đầy đường. Tất cả sự trừng phạt này của triều đình khiến cho oán khí của hắn mạnh tới mức quỷ sai không dám lại gần bắt hồn. Oán khí ấy tích tụ thành đôi hung sát đao, đã theo hắn giết không ít người. Cuối cùng thì bị âm thần Hán Thiếu Đế Lưu Biện, từng bị hắn phế truất, đem âm binh lên vây bắt, nhưng cuối cùng để hắn tẩu thoát, gia nhập về dưới trướng của Cao Biện. Thân hình Đổng Trác cao to, có phần ục ịch,
Vậy mà vừa chạy, hắn vừa vung từng đường đao vuông vút vô cùng nguy hiểm. Bị nó chém trúng thì đến quỷ tướng như bọn xung quanh cũng phải bỏ mạng. Hắn vô cùng khát máu, hai tay liên tục đưa ra những sát chiêu về phía lão chim. Tưởng chừng chỉ một thoáng là thân thể của lão chim sẽ bị chia ra làm ba khúc. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, khi lưỡi đao sắc lẹm ấy chém qua cổ lão thì đột nhiên khựng lại. Cả đám phía sau cũng trố mắt kinh ngạc. Tưởng tên béo vờn con mồi trước khi giết nên ai cũng cười cợt. Còn đang bàn tán chuyến này vậy, phải bẩm báo với đại quỷ vương thu lại tấm lệnh bài từ tay của tâm ma lão tổ. Chỉ là một tên nhân loại cỏn con cũng quy động toàn bộ bọn chúng đến như thế này. Tuy nhiên khi bọn chúng đang hăng hái thảo luận thì đùng một tiếng, thân hình Đổng Trác cứng đờ, ngã ngửa ra phía sau. Hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế đang chém tới, không hề có máu, tất cả dường như bị đóng băng. Tên Mộc Yêu vội vàng chống tay xuống đất, tạo thành một sợi dây leo, vung vút lao đến, cuốn lấy chân Đổng Trác mà kéo lại. Lão chim cũng mặc kệ, không cho chúng biết chút bản lĩnh, chúng còn ăn nói hàm hồ, mất thời gian của lão. Khi Mộc Yêu kéo được Đổng Trác quay lại, thì thấy toàn thân hắn phủ một lớp băng mỏng. Giữa ngực có một mũi kim rất nhỏ. Chính mũi kim này truyền hàn khí vào, khiến cho toàn thân của hắn đóng băng. Cả máu cũng đông cứng, hai mắt phủ một màn băng trắng giả. Còn đang trợn lên nhìn về phía bọn chúng, khiến cho mấy tên còn lại và cả lão tổ đều kinh hoàng. Bọn chúng nhìn sang lão tổ, lòng thầm oán giận. Cái lão khốn kiếp lần này chọc vào ai đây? Đến Đổng Trác đại đao, một chiêu cũng là bỏ mạng. Chúng ta còn không kịp nhìn thấy đối phương ra tay thì còn đánh đấm cái gì? Thế nhưng lệnh bài đã xuất, bọn chúng làm gì được rút lui. Hòa thân quỷ tướng gào lên: "Cùng xông lên đi, trả thù cho Đổng huynh." Nghe vậy, cả đám cùng nhau dương cung bạc kiếm lao về phía lão chim. Triên hòa thân hô xong thì giả bộ đau lòng, vẫn ôm thi thể Đổng Trác mà khóc lóc. Nhưng ánh mắt láo liền, miệng nhích lên một nét cười gian xảo. Hắn muốn mượn tay kẻ kia giết chết vài tên trong đám đồng bọn. Dẫu sao trong bất kỳ nội bộ nào cũng có mâu thuẫn, sớm muộn gì cũng phải giải quyết nhau mà thôi. 10 tên gồm 4 quỷ tướng và 6 yêu vương đồng loạt xông lên, uy thế vô cùng kinh khủng. Đây có lẽ là toàn bộ đầu lĩnh dưới trướng của Cao Biển. Đến tâm ma lão tổ, năm xưa từng là nỗi ám ảnh của cả âm thần, chính thần lẫn tiên giới, vậy mà cũng chỉ ngang hàng với đám này. Như vậy đủ cho thấy sức mạnh của bọn chúng đến đâu. Quỷ khí bùng lên đỏ rực cả một góc trời. Từ rất xa, quỷ tốt nhìn thấy một phần quỷ khí ngút ngàn thì cũng vô cùng kinh hoảng. Tưởng chừng như quỷ vực sắp có chiến tranh với âm ti đến nơi rồi. Còn cả 6 tên yêu vương, bọn chúng cũng không thể để mình lép vế với đám quỷ tướng. Bọn chúng hóa hình trở thành 6 con vật khổng lồ, mỗi con đều có bản lĩnh riêng. Hổ yêu có thân hình đồ sộ, chỉ sao con gấu yêu. Nhưng ngược lại, nó có đôi yêu trảo vô cùng khủng bố, liên tục lăn xả, cào, bổ, chụp lão chim. Báo yêu không to như hổ yêu, nhưng tốc độ của nó là nhanh nhất. Nếu nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy chốc chốc dưới đó lại quỳnh lên một tiếng, bụi đất văng tung tóe. Đó chính là nơi nó tiếp đất và nhúng lên để tiếp tục phóng tới tấn công. Gấu yêu thì không phải nói, nó chính là kiên thịt của cả đám. Thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn. Đôi tai gấu không những có mang lực kinh khủng nhất, lại có bộ móng chẳng kém gì hổ yêu. Mỗi bước đi làm trung chuyển cả mặt đất. Nó không vội, cứ lù lù mà tiến đến chỗ lão chim. Rắn yêu thì linh hoạt vô cùng, lại có kỹ năng độn thổ, lâu lâu phóng một ngụm yêu độc hoặc vung đuôi tấn công, sau đó lại chui xuống đất, lợi dụng lúc đối thủ sơ hở mà phóng lên như một mũi tên tập kích. Quả yêu thì giống như một đám mây đen, bay vòng quanh trận chiến, chốc chốc lại lao vụt xuống, hồng ám toán đối thủ bằng đôi móng sắc lẹm,
hoặc là chiếc mỏ như chiếc chùy đục khổng lồ. Phía bọn quỷ vương, tên hòa thân đang nước mắt cá sấu, hòng chờ cuộc chiến ngã ngũ sẽ ra tay ngư ông đắc lợi. Còn Triệu Cao, Lý Lâm Phủ, Tần Cối, Ngụy Trung Hiền luân phiên tung binh khí vào lão chim. Triệu Cao thì dùng kiếm, Lý Lâm Phủ dùng thương, Tần Cối dùng gậy, Ngụy Trung Hiền dùng nỏ. Binh khí nào cũng toát lên quỷ khí đen kịch. Riêng mũi tên phóng ra từ chiếc mỏ của Ngụy Trung Hiền còn thấp thoáng tựa như một con hắc long. Phóng ra khỏi nỏ thì không chỉ bay thẳng mà còn uốn lượn né đòn như có linh. Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh lão chim toàn là quỷ ảnh, yêu thủ, tựa như một con kiến cũng không lọt. Thế nhưng chỉ sau vài chiêu, lão đã nắm được thực lực của cả đám. Lão né tránh vô cùng xảo diệu, giống như trước khi đòn thế của kẻ địch đến, lão đều biết trước cả, nên đều tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Đôi khi còn lợi dụng đòn của tên này mà tấn công tên khác. Đánh một lúc, thấy vẫn chưa động được tới vạt áo của đối phương, mà bên mình thì kẻ gãy móng, người gãy răng. 10 tên quỷ yêu đồng loạt ra hiệu cho nhau, nhảy lùi về phía sau. Cả đám hỏi: "Thật ra ngươi là ai? Sao lại có bản lĩnh kinh thiên như thế? Tại sao lại đến đây làm khó chúng ta?" Lão chim phủi phủi tay, ung dung hất hàm về phía tâm ma lão tổ: "Bảo hắn khai thật ra đi. Các ngươi không liên quan tới chuyện này. Nếu biết điều thì ta tha cho một mạng mà tung hành quỷ vực nơi này. Bằng không thì đến lúc hồn phi phách tán cũng chẳng biết vì sao mình lại bị giết đó." 10 tên mình bầm dập căm tức quay sang lão tổ, đang trung rung mà tra khảo: "Tên khốn nhà ngươi đã đắc tội gì với người này? Nếu như không nói thật, bọn ta sẽ giết người trước đó." Tâm ma lão tổ biết không thể vòng vo, thì đành kể: "Các vị huynh đệ bình tĩnh nghe ta nói đã. Ta thuận mệnh của Cao Đại Quỷ Vương lên Dương Gian phương Nam làm hai chuyện. Thứ nhất là tìm cách dụ một trong hai tên họ Trương còn lại xuất thế, khiến cho hắn trọng thương. Hai là bắt một kẻ bí ẩn mà ngài ấy tính ra là có uy hiếp lớn đối với mình. Mà kẻ bí ẩn đó lại chính là đồ đệ của kẻ trước mặt các ngươi đây. Bây giờ nếu ta giao hắn ra, khác nào chống lại lệnh của quỷ vương. Mà các người không dốc lòng phò trợ giữ lại tên đồ đệ đó, ít nhiều cũng sẽ chịu chung trách nhiệm đó." Lúc này tên hòa thân thấy tình hình không ổn, có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ mà đại quỷ vương giao. Hắn không dám ngư ông đắc lợi nữa, đi đến mà lên tiếng: "Các vị nghe ta nói, chỉ bằng chúng ta quy động quỷ binh của tu vi 50 năm trở lên, cũng đến hơn chục vạn. Lúc đó quần công, lão già kia dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể chịu được. Dẫu sao pháp lực rồi cũng sẽ đến lúc bị bào mòn hết đi. Lúc đó chẳng phải công lao thuộc về chúng ta hay sao? Chứ bây giờ mà rút lui cũng không sống yên với đại quỷ vương đâu. Nhẹ thì bị rút hết quỷ lực, biến thành một con quỷ hồ đồ. Nặng thì bị giam hồn, tra tấn vạn năm. Các vị cứ suy nghĩ xem bên nào sẽ tốt hơn." Đám quỷ tướng và yêu vương nghe hòa thân nói thế thì không còn đắn đo nữa, quay sang lão chim mà đe dọa: "Được rồi, bây giờ khôn hồn thì ngươi biến về đất của ngươi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không có đồ đệ này thì nhận tên đồ đệ khác. Đừng để bọn ta quy động toàn bộ lực lượng quỷ giới, khi đó cũng không toàn mạng mà rời khỏi đây đâu." Lão chim ngửa cổ lên mà cười ngạo nghễ, rồi đanh mặt chỉ thẳng tay vào đám trước mặt mà quát: "Có giỏi thì các ngươi lôi hết binh lực tới đây. Đến một kẻ, ta giết một kẻ. Đến một dạng, ta giết một dạng. Hôm nay nếu không đưa đồ đệ của ta ra,
thì đừng trách ta làm cỏ lãnh thổ của các người. Cao Biển có tới đây cũng đừng hòng bảo hộ được. Nào, có giỏi thì lên đi, đừng nhiều lời nữa. Nói đoạn, lão chim bắt ấn, hai ngón trỏ và giữa thẳng, các ngón còn lại thu vào. Từ hai ngón ấy liên tục bắn ra hàng ngàn tia sáng vào không trung. Mỗi tia sáng lại tạo thành hàng chục vòng tròn đồng tâm màu vàng xoay tích. Bọn quỷ tướng và yêu vương cũng đoán ra đó là truyền tống trận hoặc là một dạng vòng tròn không gian. Thấy đối phương mạnh miệng lại ra tay luôn như thế, bọn chúng cũng không dám chần chừ. Tất cả đều rút ra một tấm lệnh kỳ, đó chính là cờ triệu hồi quỷ binh. Chúng phun quỷ huyết lên lá cờ của mình, rồi tung lá cờ bay vụt khỏi tay. Hiện ra họ của từng quỷ tướng, rồi chữ ấy phóng lớn lên, mở ra từng cánh cửa không gian. Trong đó phát ra những tiếng gào rú rợn người. Sáu tên quỷ tướng bao gồm cả tâm ma lão tổ cùng gầm lên, hô triệu một tiếng. Từ sáu cánh cửa, từng bóng quỷ binh lít nha lít nhít xuất hiện, rợn ngập cả một khoảng trời. Phía yêu vương cũng ra tay. Bọn chúng đứng thành hình lục giác, học ra sáu viên yêu đan, bay về giữa hình lục giác đó, rồi xoay tích, tạo thành một luồng lốc xoáy khổng lồ, dâng lên cao cả trăm mét. Từ trong miệng phiểu của lốc xoáy ấy, hàng vạn yêu thú xông ra. Từ yêu thú trên trời đến yêu thú dưới đất, cả thủy thú cũng ầm ầm xuất hiện, tạo thành một thế trận vô cùng đồ sộ mà xông thẳng đến phía lão chim. Phen này bọn chúng như rơi vào hiểm cảnh, cũng chẳng do dự mà gần như dốc hết túi ra. Bình thường kẻ nào cũng giấu giếm một chút thực lực để đối phương không đề phòng, nhưng bây giờ một là người chết, hai là ta chết, còn bí mật làm gì nữa. Chỉ một thoáng sau, mấy chục vạn quỷ binh, yêu binh đã tầng tầng lớp lớp xuất hiện sau lưng bọn quỷ tướng yêu vương. Tâm ma lão tổ thấy toàn quân đã đông đủ thì lá gan lại to lớn hơn rất nhiều. Lão tiến lên trước như đại tướng cầm binh, hiên ngang mà dọa dẫm lão chim. Thằng già kia, ta cho ngươi một cơ hội, im miệng mà cút về đất Nam nhà ngươi. Ta tha cho ngươi một mạng, bằng không thân tử đạo tiêu, đã không cứu được đồ đệ, mà sư phụ ngươi cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lão chim hừ một tiếng, tay phải vẫn giữ nguyên thủ ấn như thế, tay trái vẽ vào không trung chữ gì đó không rõ, miệng hô: khắc xuất, khắc xuất. Lập tức từ hàng ngàn vòng tròn hoàng kim lần lượt xuất hiện hàng ngàn lão chim khác. Thì ra đây không phải là truyền tống trận, mà là một năng lực đặc biệt của thuyền Bát Nhã. Lão chim đã liều lĩnh âm thầm dùng phân thân, sử dụng thuyền Bát Nhã, liên tục xuyên không, đưa vô số bản thể ở thời không khác đến đúng thời điểm này mà tham chiến. Nhìn thấy đột nhiên có hàng ngàn lão chim từ bốn phương tám hướng, bọn quỷ tướng và yêu vương cũng ngẩn ra một lát. Tuy vậy, giữa mấy chục vạn và một ngàn, chênh lệch là khủng bố tới cỡ nào. Mấy trăm con kiến cũng cắn chết được một con voi. Huống gì, quỷ binh của chúng gọi đến đều là hàng ngũ tinh nhuệ. Còn đám vong hồn mới gia nhập dưới 50 năm, bọn chúng không thèm triệu hồi, vướng tai vướng chực. Bên đám lão tổ đồng loạt giơ lên chiến kỳ, rồi quát lớn: đồ sát! Mấy chục vạn đại quân quỷ yêu xông lên như cơn thủy triều, có thể quét ngang một cõi. Vậy mà lần này chỉ để tiêu diệt một nhân loại. Nếu để các đại quỷ vương khác của quỷ vực biết được, chẳng phải sẽ cười thúi mũi bọn chúng hay sao? Lão chim cũng lập tức ra tay, dồn pháp lực tạo ra khổng nhân hoàng kim. Không chỉ một mà là 1.000. Bởi lẽ tất cả lão chim có mặt tại đây, tuy một là 1.000, tuy 1.000 mà lại là một, đều là từ lão chim bằng bản thể, chứ không phải là hình chiếu như tâm ma lão tổ trên dương gian. 1.000 khổng nhân hoàng kim mang theo 1.000 lão chim,
cưỡi phong hỏa luân phóng vọt ra ngoài các vòng xoáy thời không, không ngừng phóng ra bảy nguyên tố, tạo thành một cơn lũ nguyên tố từ trên trời đổ ầm ầm xuống đám quỷ yêu ngùn ngụt phía dưới. Thủy hệ kết hợp với phong hệ vô cùng hiệu quả. Ban đầu là nước, đến khi chạm vào kẻ địch, hàng phong lập tức khiến cho nước ấy đóng băng, khiến cho kẻ địch lập tức biến thành một bức tượng băng. Sau đó bị các vũ khí hệ kim phá cho tan tành. Những đám quái thú ẩn nấp dưới đất như dung yêu, chuột yêu, rắn yêu thì bị thổ hệ biến thành những quả núi khổng lồ giáng xuống. Tên nào may mắn thoát được thì lại bị hỏa hệ và lôi hệ giáng xuống tiêu diệt. Ngược lại, rất nhiều quỷ vật cấp cao hoặc yêu thú có dị năng tiếp cận được tới chỗ khổng nhân hoàng kim. Bọn chúng liên tục ngoạm cắn, đeo bám hoặc tiết ra quỷ độc, yêu độc ăn mòn. Chẳng mấy chốc, trận chiến đã vô cùng khốc liệt. Bên quỷ binh thì quỷ khí sáng cả một góc trời, bên yêu thú thì xác chất thành núi, yêu đan lấp lánh khắp nơi. Bên lão chim, đa phần cổng nhân đã bị cắn xé tan tành. Rốt cuộc trận chiến chỉ còn lại khoảng 1.000 quỷ thủ lĩnh, 1.000 yêu tướng cấp cao, cùng 12 tên yêu vương, quỷ tướng, và 1.000 lão chim cũng đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, không đủ để tạo ra khổng nhân hoàng kim này. Nhìn chiến trường, bọn quỷ tướng yêu vương vô cùng đau khổ. Quỷ yêu bao nhiêu năm thu thập, huấn luyện, tốn không ít tài nguyên, công sức. Vậy mà chỉ một lần làm theo yêu cầu của tâm ma lão tổ, lực lượng gần như đã mất hết. Bây giờ chỉ còn lại lực lượng nòng cốt là đám quỷ yêu thủ lĩnh. Hơn nữa, chính bản thân chúng cũng thương tích đầy mình. Mấy phen bị thuật pháp của lão chim đánh cho xém mất mạng đi. Ngược lại, phía lão chim cũng không khá hơn là bao. Cứ mỗi một lão chim bị thương thì đồng nghĩa với lão chim ban đầu cũng bị thụ thương như thế. Vì dù là phần thân xuyên không thì cũng vẫn là bản thân lão mà thôi. Lúc này lực lượng đã mất đi đến 8-9 phần. Nếu một lần nữa xuất kích, thắng bại rơi vào tay ai cũng rất là khó nói. Thế nhưng lão nhất định phải cứu Vũ. Bởi vì nếu để Vũ rơi vào tay Cao Biển thì nhất định bí mật về thuyền Bát Nhã sẽ bị hắn nắm được. Có khi lại tìm cách thu hồi nó từ tay lão, hoặc là chí ít có cách khống chế từ xa bảo vật này. Đến lúc ấy, lão lại rơi vào tình cảnh năm xưa, có đồ tốt mà không dùng được. Chưa kể, tình thầy trò gần chục năm, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Lão cắn răng gầm lên, phóng thẳng đến chỗ tâm ma lão tổ. Trả đồ đệ cho ta. Sau trận chiến, bên quỷ yêu đã rất rõ sự lợi hại của đối phương, chỉ lấy một chọi lại mấy chục vạn, vậy mà bằng thần thông kỳ dị lại có thể kháng cự được đến bây giờ, làm cho đại bộ phận lực lượng của bọn chúng tích góp mấy trăm năm tan vào hư vô. Thế nên khi thấy lão chim chỉ tập trung vào lão tổ thì không một quỷ tướng hay yêu vương nào ra tay. Bởi lẽ sự mất mát của họ đã là ngoài sức chịu đựng, không còn chỗ cho tình huynh đệ hay quy tắc của tấm lệnh bài trong tay tâm ma lão tổ nữa rồi. Tâm ma lão tổ nhìn thấy tên hung thần một mạch phóng thẳng đến chỗ mình, mà đồng bọn dường như không có ý định động thủ cứu viện. Lão hoảng hốt vận quỷ khí bỏ chạy, miệng la oai oái lịch. Cứu mạng, ai cứu được ta, đại quỷ vương lệnh sẽ là của kẻ đó. Những tưởng tung ra miếng mồi ngon nhất quỷ vực này của lão thì có thể kéo được vài tên lao vào làm pháo hôi. Vậy mà chẳng có một ai tiến đến, ngay cả đám quỷ thủ lĩnh hay yêu thú. Ngày thường thấy lão cũng vô cùng xum xoe nịnh bợ, nay cũng khoanh tay làm ngơ. Có kẻ còn cười thầm trên nỗi đau khổ của người khác, bởi chúng biết nếu tâm ma lão tổ bị tiêu diệt, bọn chúng ai cũng có cơ hội được đại quỷ vương nhượng lại tấm lệnh bài quý báu kia. Chưa kể, phần lãnh thổ quỷ vực của bản thân cũng sẽ được mở rộng ra không ít.
Đến nước này, lão tổ đành phải bỏ của chạy lấy người. Lão vừa bỏ chạy, vừa tung ra một quả cầu nhỏ. Quả cầu nổ tung, một không gian nhỏ hình thành. Bên trong đúng là Vụ đang hôn mê, thương tích đầy mình. Bình thì được tâm ma lão tổ thi pháp, không cho máu chảy ra nữa. Miệng lỗ thủng trên ngực, da thịt cũng đã lành. Có lẽ lão cũng không muốn để cho máu tươi vấy bẩn quả cầu không gian của mình. Điếu tầm xét cũng được con sói dúi vào trong áo của Bình. Con sói tuy hình thể vẫn to lớn, nhưng cũng đã bị phong ấn pháp lực. Ngồi buồn liếm liếm lên người Vụ, như muốn đánh thức cậu. Nhìn thấy lão chim, sói mừng rỡ, đứng thẳng lên hú một tràng dài. Thế nhưng nhìn ra xung quanh, nó lại hoảng hốt vô cùng. Ngoài kia bất kỳ một kẻ nào cũng có thể là đối thủ của nó. Vậy mà có đến hơn 2.000 tên toát ra luồng khí thế uy áp vô cùng kinh khủng, khiến cho sói cũng dựng lông sống lưng. Lão chim thấy tiểu không gian xuất hiện, lập tức đón lấy, toàn thu vào tay áo. Thì đột nhiên trước mặt một vòng sáng xuất hiện, một quỷ thủ khổng lồ hiện ra, túm lấy không gian mà lão tổ vừa quăng ra. Đồng thời một giọng nói vô cùng quen thuộc với lão chim vang lên: "Con chuột nhắt, cuối cùng cũng dụ được ngươi vào bẫy. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu cho thoát." Đó chính là giọng nói mà lão chim không muốn nghe thấy nhất, giọng nói của Cao Biển. Không ngờ sau mấy trăm năm xoay chuyển cả vận mệnh bản thể, vậy mà vẫn phải đụng độ hắn ta. Chưa kể lúc này hắn đã trở thành đại quỷ vương, quỷ lực vô cùng kinh khủng. Nếu lúc toàn thịnh, lão chim vẫn có thể cầm cự được. Nếu gặp nguy hiểm thì vẫn còn có thuyền Bát Nhã, lập tức xuyên đến một thời không khác. Cao Biển có một thêm cánh cũng không làm gì được lão. Thế nhưng lúc này lại khác. Ngoài Cao Biển, xung quanh đây toàn là cường địch. Ban nãy không có Cao Biển, bọn quỷ yêu còn đụng đẩy nhau, hoặc ngư ông đắc lợi mà khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ hắn đã xuất hiện, chắc chắn bọn chúng sẽ xả thân mà đánh nhau với lão. Lúc này lão lại gần như cạn kiệt pháp lực, địch toàn thịnh, lão suy nhược, còn đánh cái gì nữa. Lão lập tức lóe lên một phương án: chạy. Tuy nhiên đám đồ đệ lại đang nằm trong tay Cao Biển. Lão phân vân trong một phần ngàn giây, rồi đưa ra quyết định. Lão chồm đến, chui thẳng vào không gian giam cầm của lão tổ, mạo hiểm bắt pháp quyết, rót một phần linh khí vào cơ thể của Vụ, rồi đẩy Vụ, Bình, Sói cùng với tấm lệnh bài mang chữ Lý lên không gian của thuyền Bát Nhã. Không quản sống chết của bản thân, lão dồn toàn bộ pháp lực còn sót lại, niệm pháp chú đánh tan tận phong ấn quả cầu không gian của tâm ma lão tổ, đẩy thuyền Bát Nhã vào một thời không khác. Cao Biển đâu để lão toại nguyện, hắn khởi lên bảy nguyên tố phong ấn quanh thuyền Bát Nhã. Linh lực của thuyền và quỷ lực của Cao Biển giằng co, cuối cùng đùng một tiếng, thuyền Bát Nhã biến mất đi. Ngược lại, rất nhiều nguyên tố của Cao Biển cũng xâm nhập được vào không gian của thuyền Bát Nhã, hòng theo dấu và tiếp tục sát hại hai người một chó trên thuyền. Trong tay Cao Biển, lão chim sau khi thực hiện pháp chú đưa con thuyền rời đi thì cũng gục xuống, toàn thân vô lực. Cao Biển dù không đoạt được thuyền Bát Nhã, nhưng đã tóm được kẻ thù truyền kiếp, đó chính là lão chim. Chính bởi lão đã trộm mất bảo vật của hắn, khiến cho hắn phải khốn cực vô cùng, tại âm giới nhiều phen nguy kịch. Mai nhờ bản thân lão đạo pháp không tệ, lại mưu mô gian xảo, dần dần mới xây dựng được cơ đồ như bây giờ. Thế mà một lần nữa, lão chim lại phá hoại kế hoạch của hắn, tiêu diệt phần lớn lực lượng quỷ binh. Hắn gầm lên căm tức, toàn siết tay bóp chết lão chim. Thì tâm ma lão tổ vội ngăn lại: "Đại nhân dừng tay, tên này không thể giết được." Lão chim thấy tâm ma lão tổ hôm nay lại dám cản mình, thì gằn giọng nói: "Vì sao không thể giết? Nếu ngươi không giải thích rõ ràng được, thì hôm nay ngươi phải chết chung với hắn."
Tâm Ma lão tổ khom lưng đáp: Bẩm đại nhân, nếu ngài giết lão thì sẽ khó mà dụ được tên đệ tử của lão quay lại. Hơn nữa còn chưa biết bảo vật kia bay đến thời không nào, rất khó tìm ra. Chúng ta không có vũ khí vượt thời không, lỡ nó quay về quá khứ hoặc đến một tương lai rất xa thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Chỉ bằng đại nhân cứ giao lão cho tiểu nhân đi, để tiểu nhân ngày ngày tra khảo, biết đâu lại moi ra được thông tin có ích gì cho đại nhân. Nghe Tâm Ma lão tổ nói thế, Cao Biền bình tĩnh lại, suy ngẫm thấy cũng có lý, liền ném lão chim lúc này đã mềm nhũn như cọng bún cho lão tổ, rồi dặn: Được, tùy người xử lý. Nhưng nếu quá lâu mà vẫn không có tung tích gì của thuyền Bát Nhã, hoặc là để hắn trốn thoát, thì người biết hậu quả rồi đó. Tâm Ma lão tổ đón lấy lão chim, nở một nụ cười rất đê tiện. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân lấy tính mạng quỷ này ra đảm bảo, sẽ không làm đại nhân thất vọng đâu. Đoạn Cao Biền nhìn đám tàn binh, ném cho mỗi tên một viên thuốc. Mau nuốt đi, nó sẽ giúp các người hồi phục lực lượng và chữa trị vết thương. Cả đám nhận lấy, không do dự mà nuốt ngay. Những vết thương trong lúc chiến đấu bị oanh tạc rất lâu mới có thể hồi phục, mà chỉ tích tắc đã trở lại như cũ. Khí lực trong cơ thể cũng tràn đầy lại ngay. Thấy đám thuộc hạ đã khôi phục, hắn trầm giọng ra lệnh: Các ngươi về chỉnh đốn lại, cho lập tức mở cuộc truy quét. Kẻ nào tìm ra được con thuyền đó, ta sẽ có trọng thưởng. Đồng thời gấp rút tấn công các vùng ven quỷ vực, bắt quỷ hồn khôi phục lực lượng. Kế hoạch xâm chiếm Dương Giang Nam Quốc vẫn tiến hành bình thường. Nghe Cao Biện giao phó như thế, tất cả quỷ yêu phía sau đồng loạt quỳ xuống tung hô: Bọn tiểu nhân nhận mệnh, kính thỉnh đại quỷ vương hồi cung. Phân phó xong, Cao Biền lại vẽ ra một vòng tròn truyền tống rồi biến mất. Đám quỷ yêu cũng lục tục rút về địa bàn của mình. Trước khi đi còn ném lại ánh mắt hằn học nhìn về phía Tâm Ma lão tổ. Ác hẳn sau này có cơ hội, nhất định bọn chúng sẽ thanh toán mối họa hôm nay mà lão đem lại cho mình. Lão tổ cũng không thèm để ý tới ánh mắt của đám quỷ tướng yêu vương, mà mở ra thông đạo đem lão chim biến mất đi. Loáng một cái, chiến trường nảy lửa, chỉ còn lại quỷ huyết, yêu đang vỡ nát và tàn tích của cuộc chiến. Sau khi được Cao Biền giao lão chim cho, Tâm Ma lão tổ vô cùng mừng rỡ. Thứ nhất, đây là một nhân vật ngang sức ngang tài với Cao Biền, lại có bảo vật xuyên không, nhất định trên người còn không ít bảo vật. Không biết chừng còn có cả bí kíp thần thông, nhất định lão sẽ âm thầm sao chép. Nếu học được bản lĩnh của lão chim, lại là cánh tay đắc lực của Cao Biền, sẽ có ngày lão làm phản, chiếm lấy quyền thống lãnh hai tộc quỷ yêu, bành trướng quyền lực, rồi mở rộng địa bàn quỷ vực, thâu tóm tam giới cũng không phải là chuyện hão huyền. Thứ hai, lão chim chính là chìa khóa để dẫn dụ đám người dương gian. Nhất là cái tên đã lừa lão nuốt cái thứ kinh khủng, khiến cho lão mất đi một phần pháp lực của bản thể. Chưa kịp vùng vẫy gì đã phải tiêu tan. Lão thầm nhủ sẽ phải ma hóa cái tên đó làm quỷ sai, đi giết chính người thân của mình. Đến khi xung quanh chỉ còn mình hắn, thì lão sẽ thu hồi ma pháp, để cho tên đó tận hưởng cảm giác đau đớn khi chính tay mình giết hại những người mà mình thương yêu. Kể đến lúc đó, lão vừa cười sằng sặc, vừa chìm xuống cứ điểm của mình ở dưới lòng đất. Vào một mật thất, Tâm Ma lão tổ ném lão chim vào một quả cầu không gian. Tiếp theo liên tục bắt pháp quyết, chuẩn bị một tổ hợp trận pháp giam cầm và cách không. Lão biết, chỉ cần bất cứ nguyên tố nào cũng có thể giúp kẻ trong tay khôi phục pháp lực. Lão tin chắc, với bố trí này, lão chim sẽ không thể khôi phục được. Nhưng lão có thể động tay động chân,
lại có thể truyền âm vào trong để dụ dỗ lão chim giao ra đầu túc. Về phía Tuyền Bát Nhã, sau khi được lão chim kích hoạt, nó phóng vụt đi. Chỉ có một phần pháp lực cuối cùng của lão chim rót vào, thế nên nó cứ bay thẳng. Khi nào cạn pháp lực sẽ tự động thoát ra khỏi dòng sông thời không. Bảy nguyên tố của Cao Biện phóng theo cũng không thể coi thường. Hơn nữa, nó lại mang một phần khả năng vận hành cùng con thuyền. Bởi lẽ Cao Biện cũng đã từng có một thời gian sử dụng nó. Hắn lại chính là kẻ đã dùng mưu kế trộm được nó, nên hắn rất hiểu về con thuyền kỳ diệu này. Con thuyền bình thường lướt đi vô cùng nhanh, vậy mà lúc này không có lão chim trực tiếp điều khiển, nó vượt qua được tốc độ tấn công của Cao Biện. Chỉ loáng một cái, khi hai người một chó còn chưa ổn định trên khoang thuyền, một thanh cự kiếm bằng bảy nguyên tố đã bổ tới. Đúng lúc này, Vụ được giải phong ấn, tỉnh dậy. Thế nhưng trước đó đối chưởng với Trương Lỗ thì đã trọng thương, pháp lực đã cạn tới đáy, chỉ đủ duy trì hơi tàn. Thoáng thấy thanh cự kiếm phóng đến, không kịp né tránh, không thể kháng cự, Vụ liền vận toàn bộ nguồn linh lực ít ỏi mà lão chim truyền vào cơ thể, vận hết sang hệ mộc và hệ kim, tạo thành một tấm khiên trắng trước người bình và sói. Còn bản thân thì giơ ra mặc cho thanh kiếm kia chém tới. Không có linh lực, thân thể Vụ cũng chỉ là máu thịt bình thường. Chỉ nghe ken một tiếng vang rền, thanh kiếm chém đôi cơ thể Vụ, thân xác bị phá tan ra thành bụi máu tung tóe khắp trong không gian. Không dừng lại ở đó, thanh kiếm còn hút luôn ba hồn của Vụ vào trong, bảy vách thì tan vào hư vô. Xong nó tiếp tục bổ xuống tấm khiên, lại một lần nữa cắt qua ngọt như sắc rau. Mắt thấy chắc chắn thân thể của cả Bình và Sói cũng chịu chung với Vụ, thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Vụ vốn là sứ giả của Đức Phật, và vị sư bộ hành trên thuyền lại là hương hỏa của người dân dâng lên cho ngài mà tụ thành. Thế nên ngay khi những giọt máu của Vụ bị thanh kiếm chém bắn ra, lập tức vị sư này cảm ứng được mối tương thông. Đang thông dong bước đi như thế, một tay cầm bình bát, một tay thủ thế niệm Phật, vậy mà loáng một cái, thanh cự kiếm đã nhanh, vị sư còn nhanh hơn gấp bội. Khi thanh kiếm chém sát tới tóc của bình, thì một bàn tay khổng lồ xuất hiện, búng một cái, phá tan thanh cự kiếm đi. Ở bên đây, Cao Biện cũng đột nhiên thót tim, không còn bất cứ một mối liên hệ nào với thanh kiếm. Trong thần thức dường như cũng bị một luồng uy áp khiến cho hắn thảng thốt, cảm giác mà mấy trăm năm nay hắn mới lại phải trải qua. Thanh kiếm bị phá tan, xuất hiện ba hồn bảy phách của Vụ. Vị sư khổng lồ đỡ lấy rất nhẹ nhàng, ngón tay trỏ loáng một cái điểm vào thi thể của Bình và Sói, dường như khiến cho thân thể ấy không bị thối rữa. Còn chuyện có cứu lại được hay không cũng không rõ được. Về phần Sói, sau cái điểm nhẹ ấy, nó thấy toàn thân nhẹ nhõm, pháp lực tràn trề. Trong lòng mọi ý niệm giết chóc để trả thù cho Vụ dường như cũng tan biến đi. Còn chưa kịp mừng rỡ vì khôi phục được thực lực, thì con thuyền tự nhiên trở nên bất ổn. Thì ra hết pháp lực của lão chim, nó lảo đảo, rồi mở ra một thông đạo, rơi vào đó, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, im lìm. Vị sư khổng lồ cũng vì thế mà lại thu nhỏ thành một hình điêu khắc ở trên con thuyền. Bình và Sói vì là bậc bên ngoài nên bị con thuyền đẩy ra, văng trên mặt đất. Ba hồn của Vụ cũng bị bắn ra ngoài, nhưng do không có sự kiểm soát nên mỗi phần hồn tản bắn đi một nơi, còn bảy phách không rõ còn hay là tan biến. Sói vì thân hình nặng hơn, tiếp đất trước. Nó nhúng chân, nhảy ngược lên không, đỡ lấy thân xác lạnh tanh của Bình, rồi tiếp đất an toàn. Rồi nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, hòng tìm kiếm ba hồn của Vụ. Tuy nhiên nó chỉ là con sói tu luyện đạo pháp,
chứ đâu có biết khai mở mắt âm dương, làm sao trông thấy được. Nó hít hít thì ngửi thấy một mùi quen quen. Tiến đến hướng đó, nó nhìn thấy một bóng sáng mờ ảo rồi biến mất đi. Mặc dù chỉ loáng qua một cái, nhưng số nhận ra đó chính là chủ nhân của nó, mà chính xác hơn là địa hồn của Vũ. Thiên hồn và nhân hồn không biết đã bị bắn đi nơi nào. Không còn cách nào khác, nó đành chạy tới hú lên một tiếng, cho biết nó đã nhận ra sự tồn tại của phần hồn này. Lập tức nó cảm giác thấy có một luồng gió lướt qua cổ nó, rồi lưng nó khẽ trùng xuống. Nó biết địa hồn của Vũ đã trú trên lưng nó. Con sói lúc này lại đối đầu với một vấn đề nan giải, đó là nó không biết xử lý xác của mình như thế nào. Bỏ đi thì không nỡ, vì cái xác không có thối rữa, mà linh hồn cũng được Vũ phong ấn trong cơ thể. Nếu bỏ lại thì chắc hẳn sẽ bị thú rừng ăn thịt. Như vậy thật có lỗi với sự cố gắng của Vũ. Vì sói biết, chính vì để trả thù cho mình mà mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này. Nhất định sói phải lo chu toàn cho mình. Đang lây hoay thì đột nhiên sói ngửi thấy một mùi rất thơm thoang thoảng trong gió. Nó quỳ xuống, ghé sát tai xuống đất nghe ngóng, thì phát hiện cách đó một đoạn có âm thanh con người rất nhỏ. Dù nhỏ nhưng nó nhận ra là do nhiều người phát ra, chứ không phải chỉ một vài người. Vừa tò mò vừa cảm thấy cái bụng đang sôi lên ùng ục, nó không cưỡng lại được cơn đói, liền bò trạp trên mặt đất, hất bình nằm vắt vẻo trên lưng, dần dần tiến đến nơi phát ra mùi thơm. Đi khoảng 500 mét, vừa thò đầu ra khỏi vách núi cũng không cao lắm, nó nhìn xuống thì thấy bên dưới có khoảng trên dưới 100 người trong bậm trận, cùng nỏ đao kiếm sáng loáng bên hông, đang ngồi quay quần quanh một con hươu rất to được xiên qua một cây gỗ hơ trên đống lửa. Con sói nuốt nước miếng đánh ực, nó phân vân liệu nó có thể cướp được con hươu nướng đó hay không. Ngoái lại nhìn thấy xác của Bình ở trên lưng, đồng thời cảm giác thanh tịnh mà cái điểm tai của vị sư trên con thuyền truyền vào, khiến cho nó không muốn ăn trộm thịt của đám người kia. Nó chùng chân toan quay đầu bỏ đi, thế nhưng nó lại nhớ đến một phần hồn của chủ nhân vẫn đang ngồi trên lưng. Lòng thù hận lại bùng lên hừng hực, nhất định nó phải sinh tồn, tìm cách mà cứu chủ. Nó nghĩ nếu chỉ có mình nó thì giết hết đám người bên dưới có thể gặp khó khăn, chứ lao xuống trộm một thứ rồi tẩu thoát thì quả không hề gì. Cuối cùng đến khi đám người bên dưới cắt từng miếng thịt chia cho nhau, mùi thịt nướng thơm lừng làm cho sói không thể chịu nổi nữa. Nó lắc đầu, hất hỏa lông xích quấn chặt Bình vào lưng nó, rồi co người phóng vụ một cái từ trên vách núi xuống. Đám người bên dưới đang vui vẻ chuẩn bị ăn thì thấy một bóng đen to lớn từ trên cao đổ ập xuống đúng chỗ đang xẻ thịt. Bọn họ giật mình không kịp rút binh khí, ngã ngửa ra phía sau. Con sói tiếp đất, thân hình khổng lồ của nó khiến cho đám người kinh hoảng. Bọn họ chưa bao giờ thấy một con sói to như con voi lại có một người bất động quấn trên lưng như thế. Cả đám lồm cồm bỏ chạy. Con sói gầm lên thị uy, rồi tiến đến chỗ con hươu. Nó há miệng ngoạm lấy một cái đùi sau, giật mạnh. Cái đùi bung ra khỏi cơ thể, bị hất văng lên trên không. Nó lại há miệng đớp lấy. Từng tiếng xương vỡ vang lên trong rớp. Đoạn nó nhìn xung quanh, thấy đám người đã chạy nấp hết vào đám cây cối nhìn nó. Ghét có kẻ dòm ngó trong khi mình ăn, sói há miệng ngoạm ngang con hươu, rồi phốc một tiếng nhảy ngược lên vách núi ban nãy, rồi chạy đi xa từ từ mà ăn. Nó ăn nhưng tai vẫn dõng lên nghe ngóng, xem đối phương có phục kích trở lại hay không. Quả nhiên sau khi thấy nó bỏ đi, đám người tụ lại bàn tán. Tính giác cực nhạy của loài sói, lại có linh và pháp lực nữa, không khó để cho nó nghe được câu chuyện. Đại ca, chúng ta làm thổ phỉ ở vùng này mấy năm, sao không nghe có quái thú vậy?
hay là bọn nhà Thanh mang xuống nước ta vậy? Cũng có thể lắm. Bọn giặc phương Bắc đó nhiều trò ma quỷ, lần này lấy cớ giúp vua Lê Chiêu Thống giành lại Thăng Long, Mãn Thành đem hơn 20 vạn đại quân sang nước ta. Quan giữ thành Thăng Long là Ngô Văn Sở và Ngô Thị Nhậm phải rút về Tam Điệp. Nay vua Quang Trung có cáo chiêu binh, chúng ta nên theo phò trợ vua đánh đuổi bọn giặc đó đi. Đại ca, chúng ta làm cướp ở đây chẳng phải tốt hơn hay sao? Chúng ta có hơn 100 người, tham gia thì cũng giúp được mấy sức đâu. Chỉ bằng cứ ở đây, ai làm vua cứ làm, ai làm chúa cũng mặc. Ta cứ vào phủ chúa, phủ quan khoắn một đêm, rồi đem chia cho dân nghèo. Còn lại chúng ta cũng không thiếu cái ăn, việc gì phải liều mạng đánh bọn nhà Thanh chứ? Chúng ta cũng là vì chiến tranh liên miên, mất nhà mất cửa mới phải trốn trong rừng núi. Mặc dù cướp được của bọn quan dơ dét của dân, thế thì cũng chẳng được bao nhiêu. Dù có cướp mấy năm hay là mấy chục năm, thì bọn quan vẫn giàu, dân nghèo vẫn chết đói. Sinh ra làm đấng nam vì sức dạ dai rộng, sao không nhân dịp này mà phò vua, góp sức diệt giặc? Có chết cũng đáng một lần được làm người mà. Mấy người kia nghe xong thì trầm ngâm một lát, rồi lần lượt hào hứng tuyên bố. Đại ca, trước đây chúng ta đã cùng nhau cắt máu ăn thịt, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Nay đại ca đầu quân, há gì ta không theo? Ta đi với người. Rồi những âm thanh hưởng ứng cứ thế mà vang lên. Xong, mọi người lại ủ rũ nói. Mà đại ca, chúng ta mới săn được con hươu đó, 3 ngày nay không có gì ăn để đói quá. Quận nhà lại ở xa, bây giờ con hươu cũng bị cướp đi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Ta có bản đồ đường tắt xuyên rừng này để có thể đến quận nhà, nơi vua đang chiêu mộ binh lính, chỉ mất 1 ngày thôi. Liệu các đệ có cố gắng thêm được hay không? Đến đó nhất định sẽ được ăn một bữa no thôi. Nhưng mà bọn đệ mệt lắm rồi đại ca ơi, không bước nổi nữa rồi. Con sói nghe thấy tất cả đám người đều tán thành đầu quân cho vị vua mà họ gọi là Quang Trung, lại nghe cả đám đang uể oải vì đói, nhớ đến câu hỏi đầu tiên, sói chợt nhận ra khi nó và Vũ Bình bị hút vào không gian phong ấn, nó vẫn nghe được âm thanh bên ngoài. Kẻ tự nhận là tâm ma lão tổ từng nói bọn chúng đến từ quỷ vực phương Bắc, có ý muốn xâm chiếm dương gian phương Nam. Chuyện chủ nhân của nó bị giết cũng chính là âm mưu của bọn này. Nó gầm lên một tiếng, rồi ngoạm lấy con hươu nướng, chạy tới vách núi, nhảy bụt xuống. Cả đám tưởng con quái thú ăn xong con hươu, bây giờ quay lại ăn thịt người, thì liền hò nhau toan liều mạng, thì chợt thấy nó quăng trả con hươu lại. Không để cả đám hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã lao đến đúng phía người đại ca, dựa vào giọng hô hào vừa rồi. Nó ngoạm luôn tai nải của người này, xong rồi nhảy lên vách núi. Đoạn nó cắn nát chiếc tai nải, nó thấy có một cuộn da dê. Con sói nhìn xuống, thấy đó chính là tấm đạo đồ đường tắt xuyên rừng đến nơi của vua Quang Trung ngự. Nó ghi nhớ, rồi lại ngoạm tấm da dê, hất xuống trả lại cho đám người. Sau đó cứ thế phóng vọt đi trước sự ngỡ ngàng của họ. Sói phóng đi vun vút qua cánh rừng rộng lớn, đoạn nào gặp thác gần, nó vận pháp lực vào 2 chân mà nhảy vọt qua, nhìn như một mũi tên khổng lồ. Muôn thú trong rừng trông thấy một bóng đen lao đi vun vút thì nằm rạp xuống đất kinh hãi. Đến cả bọn thú dữ
cũng phải phủ phục như gặp yêu tổ vậy. Chỉ một lúc sau, con sói ra đến bìa rừng. Nó phóng tầm mắt ra xa, thấy một tòa thành lớn ngay cạnh một con sông. Bên ngoài có rất nhiều quan quân đang tổ chức chiêu mộ tân binh. Trên sông có vô số con thuyền lớn nhỏ đổ về. Dường như họ đều là nghĩa sĩ, nghe tin vua quân mà tới. Ngay trước cổng thành được quay thành một bãi đất rất lớn. Trên đó sắp tổ chức thi đấu để tuyển tra các bậc anh hùng võ nghệ cao cường. Có lẽ để xếp thứ bậc ở trong quân đội. Một lão già cao gầy, đôi mắt tinh tường bước lên, tay cầm một cuốn thánh chỉ màu vàng, cung kính vái lên tường thành, nơi có một vị áo choàng đỏ, bên trong mặc giáp phục vàng rực, đầu đội mũ xung thiên, có hai cánh chuồn hướng thẳng lên trời, rồi lại uy nghiêm đọc: Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng đế Chế Viết, nay vua Lê Chiêu Thống mở cửa đưa quân thành xuống chiếm kinh đô nước ta. Ngoài là phù vua Lê, nhưng giả tâm của bọn giặc phương Bắc há chúng ta không rõ. Trước là phù vua, sau âm thầm thung tính nô dịch con dân nước ta. Chúng ta nhất định không để cho chúng toại nguyện. Nay ta nơi này kêu gọi tướng sĩ nhân dân khắp nơi tề tụ, cùng ta đánh cho bọn Mãn Thành có đi mà không có về. Nghe xong thánh chỉ, mấy ngàn người xung quanh đồng loạt hô lớn: Nguyện đem sức mọn phụng sự nước nhà, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó trên bãi đất chia thành rất nhiều võ đài nhỏ, bắt đầu tỉ thí. Tiếng hô hào, tiếng vỗ tay, tiếng quyền cước liên tục vang lên, tạo nên một không khí rất náo nức. Sói sau khi quan sát thấy được đội quân trước mặt tỏa ra một luồng chính khí ngút ngàn. Trên tầng không, nó còn thấp thoáng thấy long khí vần quanh. Không do dự, nó nhảy chồm ra khỏi khu rừng, lao thẳng tới cửa thành. Quân sĩ và đoàn người đang thi thố, bỗng thấy từ trong rừng xuất hiện một con sói khổng lồ, thì vô cùng kinh ngạc. Đội binh sĩ lập tức dàn thành trận hình đối kháng. Thương đội, cung đội, lại có cả máy bắn đá ngoài thành đã sẵn sàng tác chiến. Thế nhưng thấy con vật nó không tấn công, mà khéo léo nhảy nhót, né tránh, xông thẳng đến cổng thành. Mọi người ở đó cũng đồng loạt dạt sang hai bên, chừa ra một con đường. Khi cách tường thành khoảng 50 thước, thì từ trên thành, một vị tướng mặc áo giáp màu bạc giơ thanh kiếm mà quát lớn: Phóng tên, hộ giá! Sau tiếng hiệu lệnh, mấy trăm mũi tên đồng loạt phóng về một hướng. Con vật này tuy nhanh, nhưng thân thể to lớn, nhất định sẽ thụ thương. Nào ngờ trước sự ngỡ ngàng của mọi người, con sói dừng lại, dựng thẳng đuôi, xù lông mà gầm lên một tiếng. Sóng âm dưới nguồn pháp lực hùng hậu của nó phóng ra, thổi dạt các mũi tên sang hai bên, rơi lả tả xuống đất. Xong nó ngồi xuống, hướng mặt lên phía vua mà cúi đầu. Thấy khả năng phi thường của nó, lại thấy hành vi khác lạ, vua ra lệnh cho mở cổng thành. Vị lão giả đứng trước cổng thành ban nãy đọc thánh chỉ, vội lên tiếng can ngăn: Hoàng thượng à, long thể quan trọng, xin người để hạ thần thay mặt người xử lý chuyện này. Là Sơn tiên sinh, ông cứ yên tâm, nếu nó có lòng hại ta, thì liệu binh sĩ nơi này có cản được hay không? Ông cứ để ta xuống xem nó muốn gì. Nghe nhà vua nói thế, lão giả không tiện nói thêm, chỉ khom người đứng sang một bên cổng thành chờ vua xuống. Cổng thành mở ra, vua cùng đoàn người tiến ra. Vua cũng không tỏ ra sợ hãi gì, mà thông dong một mình đến trước mặt sói, đưa tay chỉ vào đầu nó mà rằng: Ngươi nghe ta hỏi, nếu ta nói đúng thì ngươi gật đầu, không thì lắc, hiểu không? Con sói chớp chớp con mắt, rồi mở miệng ra nói tiếng người: Hoàng thượng chớ trách, ta đến để giúp ngài đánh đuổi bọn giặc phương Bắc. Thì ra sau khi được vị sư trên thuyền Bát Nhã điểm lên trán,
không những pháp lực được phục hồi, tâm thần được thanh tịnh, mà sói cũng mở ra được tầng phong ấn thứ hai của viên ngọc mà lão chim ban. Đó chính là có thể nói tiếng người. Thế nhưng chỉ những người nó muốn cho nghe thấy thì mới có thể nghe nó nói. Còn người ngoài chỉ thấy nó mấp máy miệng, còn lại không nghe thấy gì, vì tần số phát ra tai người bình thường không thể tiếp nhận. Vua giật mình, liếc nhìn những người xung quanh. Thấy mọi người ngoài về chừng số như ban đầu thì không có gì khác thường. Vua đoán chỉ mình mới có thể nghe thấy nó nói gì. Vua gật đầu, chỉ tay vào lưng nó hỏi: "Vì để cứu người trên lưng sao?" Con sói lắc đầu, mắt rướm lệ: "Không, ta có thù không đội trời chung với bọn giặc phương Bắc. Chính chúng đã hại chết chủ nhân của ta, lại còn làm cho bạn của cậu ấy sống mà cũng như chết. Ta phải giết sạch bọn chúng để rửa hận, xin ngài thành toàn." "Ta nam chinh bắc chiến bao nhiêu năm, đi qua vùng này đã nhiều lần, đâu có nghe nói ở đây tồn tại một yêu thú như ngươi. Vậy ngươi từ đâu đến? Sao lại biết ta ở đây?" "Ta không ở thời đại này, nhưng cũng không quan trọng. Mục đích của chúng ta giống nhau là được. Bây giờ xin ngài đưa người trên lưng ta vào thành, ta sẽ ở đây cùng ngài chiêu binh." Nghe vậy, vua nhìn con sói gật đầu, rồi sai người đưa thi thể của Bình vào trong một gian phòng ngay cạnh nơi vua ở để tiện quan tâm. Đoạn vua rời lên tường thành, đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới mà nói: "Chuyện chúng ta sắp làm được trời cao chứng giám, sai yêu thú xuống trợ giúp, các tướng sĩ đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng." Những âm thanh hô tất thắng cùng vang dội lên. Sói cũng ngoái lại trên lưng, thì thầm: "Chủ nhân à, nhất định ta sẽ tìm cách cứu người." Đoạn nó ngẩng đầu hú lên một tiếng, như để hòa vào tiếng hô tất thắng của mọi người xung quanh. Tin tức vua Quang Trung chiêu binh đã gây xôn xao, nay lại nghe có yêu thú xuất thế tiếp sức, khiến cho nhân dân khắp vùng Nghệ An một phen chấn động, lòng người lại càng rực lửa. Từ thiếu niên 15 cho đến các bậc cao lão dưới 60 đều háo hức tiến về thành Nghệ để hồng tòng quân, theo chân vua mà diệt giặc Bắc. Lại có nhà có ba xuất đinh thì cả ba đều xin đi, nhưng lính tuyển binh chỉ nhận một, bảo là đánh trận này địch nhiều ta ít, thương vong không thể tính bàn, chỉ nhận một người, để lại hai xuất đinh nhằm đảm bảo hương hỏa. Chẳng mấy chốc, trước cổng thành người đã xếp hàng kín như nêm. Mọi người từ xa đã nhìn thấy một con thú khổng lồ ngồi ở trước cổng thành. Lâu lâu có vẻ như mỏi, lại đứng lên, nhún chân nhảy thẳng lên không, phải cao đến hơn chục mét. Ai nấy đều kinh ngạc, lại càng tin vào lời truyền trong dân gian là vua được tiên nhân sai sủng vật xuống phò trợ. Khoảng 10 ngày sau thì binh đã tuyển xong. Mọi việc thao luyện, sắp xếp đội ngũ cũng đã tạm thời chỉnh chu. Vua lại cùng với La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lập một đài cao, rồi ở trên đó, dưới cơn gió thổi áo bào của nhà vua bay phần phật, tự mình hô lớn trước hơn 10 vạn đại quân: "Binh của ta đã đủ, lòng quân đã vững. Hôm nay ta cùng tướng sĩ xuất trận, nhất định chỉ nội trong 10 ngày sẽ toàn thắng. Chúng ta hẹn nhau đón Tết ở thành Thăng Long." Binh sĩ và người dân toàn thành nghe vua tuyên bố thì lại cùng nhau quỳ lại, rồi lại hô vang lời hiếu dụ tướng sĩ, được vua Quang Trung đọc tại lễ lên ngôi, dưới tiếng trống xuất quân rộn vang khắp nơi. "Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng tri hữu chủ." Con sói cũng không bỏ lỡ cơ hội, cũng gầm lên một tiếng động trời, hòa vào khí thế hùng tráng ấy.
đại quân do nhà vua chỉ huy đồng loạt xuất phát. Vua lo số binh mới nhập ngũ còn chưa quen với việc hành quân đường dài, dễ mệt mỏi và nản lòng. Thế nên đội quân hơn 100 tượng binh và binh lính tinh nhuệ giao cho các tướng lĩnh chỉ huy. Bản thân mình tự chỉ huy số binh mới. Bọn họ thấy vua cưỡi ngựa dẫn đầu đội hình thì vui mừng, mà sĩ khí cũng vì thế được dâng cao. Đi được 3 ngày đầu thì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng sang ngày thứ 4, khi đại quân đi qua đèo quanh núi thì phát hiện một đoạn trước mặt bị sạt lở nghiêm trọng, không thể đi tiếp. Sườn núi lại có dấu hiệu có thể sạt lở tiếp bất cứ lúc nào. Đại quân đông đúc, có cả tượng binh nặng nề. Nếu liều tiến lên thì rất dễ xảy ra bất trắc. Lúc này Đô Đốc Long ở cánh tiên phong chạy ngựa về trung đội báo với vua: "Bẩm hoàng thượng, phía trước kỵ binh và tượng binh không thể tiến lên. Đường đã hoàn toàn bị sạt lở, vách núi rất nhiều khối đá lớn, đã bị nước xối quanh vô cùng nguy hiểm. Xin hoàng thượng quyết định." Đô Đốc Bảo cũng đưa ra ý kiến: "Theo hạ thần, chúng ta chỉ còn cách quay lại tìm đường khác mà đi. Tiến lên là không khả thi." Vua trầm ngâm hỏi: "Với tốc độ hiện tại, nếu đi đường khác thì sẽ mất thêm mấy ngày đường?" "Bẩm hoàng thượng, khoảng 2 ngày." "Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, khiến địch chủ quan không lường trước được. Giờ nếu chậm thêm 1 ngày là cơ hội thắng giảm đi 1 phần. Tiến thoái lưỡng nan, ta phải làm sao đây?" 3 người còn đang nhăn mày đăm chiêu thì sói từ phía sau vua tiến lên truyền âm cho vua. "Ngài nói với bọn họ là ta có cách, sai họ cho tượng binh lùi lại, nhường đường cho ta lên chỗ đường đèo bị sạt. Ta sẽ giúp đại quân thẳng tiến." "Ngươi có cách sao? Chẳng lẽ ngươi định cấp từng đội nhảy qua hay sao?" "Không, là đi thẳng. Xin ngài truyền lại lời ta nói, xong ắt sẽ rõ." Nhìn thấy ánh mắt kiên định của sói, vua bất giác nổi lên một lòng tin tưởng rất lớn. Vua ra lệnh cho 2 vị đô đốc: "Hai khanh cho tượng binh và kỵ binh lùi lại, mở ra một con đường ở giữa cho yêu thú tiến lên. Nó sẽ có cách giúp chúng ta." 2 người nhìn con sói, rồi lại nhìn nhà vua, quỳ một gối xuống chắp tay mà thưa: "Thần tuân chỉ." Đoạn 2 người y lời vua mà làm. Thấy đội hình đã lùi lại cách chỗ sạt lở khoảng 100 thước, sói gầm lên một tiếng, vận pháp lực khai mở năng lực của hỏa long xích. Sợi xích trên cổ hóa lớn lên, cuồn cuộn dung nham đỏ rực. Nó ngoạm lấy sợi xích mà phóng thẳng lên phía trước. Đến trước vách núi, sói bắt đầu lắc động, vung sợi xích tạo thành một vòng lửa bán kính hơn 5 mét, giống như cái lần nó khoan đá cứu vụ ở dưới sân bóng rổ của trường đại học. Trước ánh mắt kinh hãi của toàn đại quân, một đường hầm nhanh chóng được tạo ra. Âm thanh dây xích đào núi cứ ào ào, lại cả tiếng gió rít vù vù, khiến cho đám voi ngựa dù rất thiện chiến cũng cúi đầu sợ hãi. Vua và các đô đốc nhìn thấy kỳ cảnh thì ngẩng mặt lên trời mà tạ ơn đã ban cho họ một sự trợ giúp thần kỳ này. Chẳng mấy chốc, âm thanh ầm ầm lại dần vang lên. Đó là tiếng sói quay trở lại, mở rộng đường hầm. Vậy là cả đi và về, nó đã khoan ra một đường hầm rộng khoảng 20 thước, cao 10 thước. Vách của đường hầm vẫn còn tỏa ra hơi nóng vì lực ma sát kinh khủng với sợi xích đó. Vừa ra khỏi đường hầm, sói quay về phía đội hình tượng binh, kỵ binh, ngửa cổ mà hú lên một tiếng dài, như để ra lệnh cho bọn chúng tiến lên. Đoàn voi như hiểu được ý của sói, không chờ quản tượng ra lệnh, đồng loạt quẩy vòi, kêu lên một trạng dài. Con ngựa cũng đồng loạt nhảy chân trước lên, hí vang, rồi sầm sập xông thẳng vào trong đường hầm. Chúng hoàn toàn bị khí thế của sói kích động. Mặc dù đã 3 ngày liên tục hành quân mệt nhọc, nhưng nhìn thấy yêu thú thi triển thần thông, chúng như được tiếp thêm sức mạnh,
lại dũng mãnh như lúc mới xuất phát. Vua và các tướng sĩ thấy cảnh ấy cũng nô nức xông lên. Trong lòng họ càng tin phục đức vua của mình. Ngài được các yêu thú xuất thế trợ chiến nè. Vậy là nhờ sự giúp sức của sói, đội hình cứ thế mà thẳng tiến. Lúc này chẳng cần quan tâm đến đường đèo dài hay rộng, có đủ vững chắc hay không. Cứ gặp núi, sói lại tiện đường mà xuyên thẳng qua. Đường núi bây giờ không khác gì đường bằng, không hề cản trở bước tiến một chút nào. Nhưng cuộc hành quân một lần nữa lại gặp trở ngại. Đó là sau 7 ngày di chuyển, đến trước con sông Mã, vua ra lệnh cho toàn quân dựng trại nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi mọi người vừa ăn xong, thì đột nhiên binh lính lăn ra bất tỉnh. Cả voi và ngựa cũng nằm im bất động. Chỉ có vua và các đô đốc là không sao. Vua thử đến lay một anh lính, nhưng anh nọ gương mặt vẫn hồng hào, lại nở ra một nụ cười, ra vẻ mãn nguyện lắm, giống như đang ở trong một giấc mộng xuân vậy. Vua quay sang những vị tướng khác mà phán đoán. Chắc chắn không phải do nguồn nước hay thức ăn, vì chúng ta cũng ăn mà. Tại sao chỉ có binh lính và đám thú bị bất tỉnh? Xem mạch thì vẫn bình thường, không có dấu hiệu trung độc. Các vị tướng nghe vua nói thì gật đầu tán thành. Trong đó, tướng Phan Văn Lân ái ngại nói: Thưa hoàng thượng, chúng thần lay gọi mãi nhưng họ không tỉnh. Còn lấy cả nước khắc lên mặt cũng không thấy có động thái gì. Cơ thể hoàn toàn không có một vết thương. Chúng thần cũng đã kiểm tra thức ăn và nước uống rồi, hoàn toàn bình thường. Chuyện này thật là quỷ quái. Vua ra lệnh cho đô đốc Long đỡ một binh sĩ đang mê man lên một tảng đá bên sông. Cho mấy người cùng chụm đầu vào xem xét kỹ càng. Lật tới lật lui cũng không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Lúc này ai cũng ảo não và sốt ruột, không biết đây là chuyện gì. Đang trong lúc hoang mang thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai của vua. Các ngài đã xem xét trên tóc chưa? Nghe thấy vậy, vua à lên một tiếng, rồi sai đô đốc bảo dựng người đó ngồi dậy, tựa lưng vào tảng đá, vén lọn tóc lên kiểm tra. Mọi người xung quanh hồi hộp theo dõi. Quả nhiên ngay phần tóc sau gáy, phát hiện ra có một chấm đỏ giống như mụn chân lông. Ghé mắt nhìn sát lại thì phát hiện ra một cây kim nhỏ xíu, tựa như kim chích của một loài côn trùng nào đó còn sót lại. Đô đốc bảo cẩn thận nặng nó ra thì kinh ngạc khi cây kim được kéo ra. Phía trong da đầu lại kéo theo một sợi tơ rất mảnh, dài độ 2-3 phần. Lúc rút được nó ra thì sợi tơ ngoe ngoẩy như sinh vật sống. Đô đốc bảo hốt hoảng, sơ ý làm rơi mất. Còn đang lay hoay tìm thì bỗng dưng ông ta cũng ngã vật ra, tình trạng giống hệt như người lính kia. Mọi người lại lần sau tóc gáy của ông ta. Và đúng như dự đoán, cây kim mới rút ra từ người lính đang nằm ở đó. Đô đốc Long vội thổi một ngọn hỏa tử thiêu đốt đi. Sợi tơ dãy lên đành đạch rồi cháy ra thành tro. Đô đốc Long đặt đô đốc Bảo dựa vào tảng đá nghỉ ngơi, rồi quay sang anh lính vừa tỉnh mà hỏi: Ban nãy khi ăn uống xong, tại sao cậu lại bất tỉnh? Chúng ta gọi mãi không dậy, đã có chuyện gì xảy ra? Anh lính nọ ngẩng đầu, thấy đều là vua tướng thì vội quỳ lại rối rít. Tướng Lân đỡ anh ta dậy, bảo cứ bình tĩnh, có gì cứ trả lời, đừng sợ. Thấy vị đại nhân trước mặt ôn tồn như vậy, anh lính mới từ từ kể: Ban nãy khi tiểu nhân cùng các huynh đệ vừa ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp thì bỗng cảm thấy sau gáy mắt lạnh, rồi thì hoa mắt chóng mặt, chìm vào một giấc mơ rất kỳ lạ. Kỳ lạ ra sao? Tiểu nhân thấy mình lạc vào một khung cảnh vô cùng hoang sơ. Từ trên cao nhìn xuống là khung cảnh chiến tranh tàn khốc. Dựa theo cờ lọng thì một bên là quân đội triều đình nước ta, một bên là giặc phương Bắc. Dường như phe chúng ta đang giành chiến thắng, áp đảo hẳn đối phương. Bọn chúng cố tẩu thoát, nhưng hai bên đều bị quân ta mai phục phóng tên,
Chỉ một thoáng, máu đã nhuộm đỏ cả nước. Hai bên bờ xác địch xếp đống, cả con sông cũng tắc nghẽn vì xác người. Xa xa nhìn thấy một tớp lính lẻn vào đám lau sậy, khiêng một cái ống đồng dài, không biết bên trong có gì. Đang hoang mang thì đột nhiên tiểu nhân cảm thấy như có một bàn tay nắm lấy mình, kéo ra xa khỏi chiến trường. Quay lại nhìn thì đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng, đôi mắt anh đào, ánh mắt rất hữu thần, đang mỉm cười với tiểu nhân. Rồi kéo tiểu nhân chạy vụt đi. Thoáng chốc đã tiến vào một quán trà. Bên trong là vô số các thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi người mặc quần là áo lụa như cung nữ triều đình vậy. Rồi... Rồi sao? Cứ nói cho trọng nghe. Rồi kéo thần vào một căn phòng. Và từ từ tôi thoát y. Đô Đốc Long vỗ đùi. Thảo nào, lúc bất tỉnh trong gương mặt cậu rất mãn nguyện. Quá ra đúng là chìm trong giấc mộng xuân mà. Anh lính sợ hãi quỳ xuống. Hoàng thượng và các tướng quân xin tha mạng. Tiểu nhân cũng không hiểu gì sao lại bị kéo vào giấc mơ đó. Hơn nữa, cảm giác trong giấc mơ đó rất chân thật. Tiểu nhân thấy y như ngoài đời thật vậy. Nên... Vua vỗ vai Đô Đốc Long mà phân tích. Chuyện giấc mơ không quan trọng. Vấn đề là tại sao đại quân cả vạn người, chưa tính đám thú cũng đều như thế. Chắc là đều bị kéo vào một giấc mơ nào đó tuyệt đẹp rồi. Việc của chúng ta là phải tìm ra cách đánh thức họ. Nếu bây giờ chỉ có mấy người chúng ta đi lần mò từng cây kim cho từng người ấy, thì không biết đến khi nào mới xong. Mọi người rơi vào trầm lặng, đưa mắt nhìn ra cục diện binh lính nằm la liệt dọc bờ sông mà vô cùng bế tắc. Đúng lúc này, sói lại hít hít. Dường như nó thấy có mùi gì đó, liền nhảy vọt qua đầu mọi người, lao vụt xuống sông, chúi đầu lặn xuống bên dưới. Được độ một phút thì nghe bùm một tiếng, mặt nước nổ tung, tạo thành một cột sóng phải cao đến chục mét. Tiếp theo đó là bóng con sói lao vụt ra khỏi mặt nước, trên miệng còn ngậm theo một thứ gì đó màu trắng. Do tốc độ quá nhanh, mọi người không kịp nhìn rõ. Cùng với đó là một âm thanh phụ nữ la hét đinh tai nhức óc. Mọi người trên bờ phải cúi đầu, bịt chặt lỗ tai, nhăn mặt đau đớn. Về phía sói, lần theo mùi kỳ lạ, nó lặn xuống nước. Không bao lâu thì dưới con mắt đỏ rực của mình, nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó chính là vô số xương trắng chất chồng thành từng đống. Quay qua quay lại, nó phát hiện ra một bộ xương rất kỳ lạ, trắng xanh như ngọc, lại không ngừng phát ra âm khí đen đặc, bị một chiếc lá rất lạ dính lên trắng. Không suy nghĩ, sói vận pháp lực quẩy cả bốn chân lao tới, ngoạm lấy bộ xương rồi phóng lên trên, tạo nên một cảnh tượng như vừa rồi. Khi ra khỏi mặt nước, sói vội nhảy lên bờ. Bỗng dưng bộ xương đột nhiên cử động, phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Bộ xương thình lình túm lấy miệng sói mà kéo xuống nước. Sói toàn lấy sợi hắc long xích hồng tấn công. Thế nhưng dòng nước lúc này đặc như keo, lại có vô số bộ xương từ đáy sông phóng vọt lên, bâu chặt lấy nó. Bọn chúng không ngừng dùng những cái đốt ngón tay và bộ hàm chỉ còn lác đác vài chiếc răng gầm lên trên đó mà cắn. Sói dù cố sức vùng vẫy bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thoát ra khỏi chiến thuật biển xương này. Chẳng bao lâu, nó bị cả núi xương đè vào giữa. Từng mảng lông bị xé tan, nổi lên trên mặt nước. Máu cũng bắt đầu lan ra, đỏ cả một khúc sông. Vua và các tướng sĩ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng. Dù mới gặp, nhưng công sức mà con sói cống hiến đã giúp cho đại quân rất nhiều. Mọi người đang cố gắng nhanh chóng rút những chiếc châm sau gáy của binh lính, tránh bị nó đâm trở lại. Vừa rút ra, mỗi người cầm trên tay một cây đuốc, trực tiếp thả nó vào lửa. Sợi tơ bắt lửa cháy, vẫn còn ngoan cố ngoe ngoẩy vài cái.
rồi âm thanh như tiếng con gái la hét vang lên. Cuối cùng khi sợi tơ hoàn toàn bị cháy rụi thì tiếng hét mới chấm dứt. Cứ người này được cứu tỉnh lại đi cứu đồng bạn, chẳng mấy chốc đã có hơn 100 người tỉnh lại. Vua cau mày nhìn xuống lòng sông, nơi từng đám lông và vết máu loang lổ nổi lên, đoạn quỳ xuống mặt hắn. Mệnh nước lâm nguy, ta cùng tướng sĩ một lòng cứu nước, chẳng lẽ lại bị nạn nơi này? Các bậc tiền tổ anh linh sông núi, có linh thiêng, xin hãy phò trợ cho ta. Công đức ta xin đời đời ghi tạc. Đoạn liền vái lại thật sâu bốn phương. Mọi người xung quanh thấy vua hành lễ với thiên địa thì cũng quỳ xuống cùng nhau mà lại. Đúng lúc ấy từ dưới đất một khe nước xuất hiện. Từ bên trong vạn đạo âm thanh vang lên, giống như tiếng xông trận của cả một đạo quân khổng lồ. Tiếp đến, một người mặc hoàng kim giáp, tay phải cầm thanh kiếm vàng rực, sau lưng đeo một cây gậy tre, cưỡi lên lưng một con quái vật thân bò, đầu rồng, hàm răng nanh rất dài nhảy vọt ra. Theo đó là hàng vạn bóng binh lính giáp phục khí giới đầy đủ, đồng loạt xông ra xếp phía sau. Bọn họ còn đứng tràn cả trên mặt sông, tạo thành một khung cảnh vô cùng ma mị. Vua Quang Trung và tướng sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó thì quỳ xuống vái lại. Người đầu lĩnh của đội âm binh vừa xuất hiện chính là vua Lê Lợi. Con quái thú ngài cưỡi cũng chính là con niên thú đã bị vua thu phục trong trận giải cứu vua Lê Thánh Tông khỏi lão xiển năm nào. Vua Lê Lợi cười khen. Khen cho nước Nam ta lại có một vị minh quân xuất thế. Ta không thể quản việc dương gian, thế nhưng đám yêu linh xương khô này thì ta quản. Nói xong, ngài tung thuận thiên kiếm lên trời. Thanh kiếm rung lên bần bật, tỏa ra ánh sáng vàng trực như mặt trời, rồi kéo theo cái vất tay của vua phóng thẳng xuống lòng sông, ngay chỗ sói bị kéo xuống. Mặt nước đổ bùm một tiếng, sóng xung kích đánh cho nước sông dạt ra xung quanh. Trong tích tắc, lòng sông sâu bị trơ đến tận đáy. Mọi người nhanh mắt nhìn thấy ngay giữa đáy sông là một quả cầu xương người khổng lồ. Bên trong vẫn le lối tia sáng màu đỏ. Quả cầu xương bị thanh kiếm đâm xuống lập tức vỡ nát, văng tung tóe. Dư lực tiếp tục phá hoại, khiến cho những khúc xương đang bay trên không liên tục phân rã, rồi cuối cùng thành một đám bụi trắng phiêu phù trong không trung. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Truyền Nhân Tạ Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.